tưởng còn ngọn đuốc nhỏ. Sau khi mà một ngày nào á, cả họ bên nội bên ngoại của con, họ sẽ nhìn thấy con, những và đồng thời bạn bè, những người thân con, họ sẽ ngộ là nhờ con độ, chứ không phải là mấy con đừng có coi thường mấy con. Hôm nay mấy con làm cái gì á, người ta không có ngộ, không có tin trước, nhưng mà người ta đang để ý từ chút. Mà một ngày nào mà người ta thấy con đời sống thay đổi, rồi đến lúc một ngày nào họ gặp nạn gì á, họ không có cái gì để mà níu á, tại vì họ cũng mỗi ngày phải tranh đấu với những cái depression, finance, tiền bạc, con cái, rồi họ không có cái nơi nào để mà cần phải dựa vào tâm linh. Con người mình không có tâm linh, thù đã giải thích rồi, cái cây không có nước, chúng ta phải sống song song, tại vì cơ thể chúng ta là có thân đất nước gió lửa, và đồng thời chúng ta có một linh hồn là trí khôn, là thượng đế, là cha cho chúng ta. Cái thần cái dí là linh hồn ma đó, là mẹ cho chúng ta. Mà mình cứ lo đất nước gió lửa không, ăn uống với tiền bạc bọt, rồi bill xe, rồi insurance, rồi tiền học của con, vậy cho cái thằng hồn nó cũng cần có một cái nơi, cũng có một cái nơi, cái nhà để nó nghỉ, và đồng thời nó cần nó ăn đó.